quen thuộc mà khi ta còn ở trong làng ta thường hay nghe. Có bao giờ em hỏi quê hương mình ở đâu? Như tiếng ve, tiếng ếch, tiếng nhái kêu, tiếng gà gáy, hoặc là vào mùa mưa thì tiếng những hạt mưa rớt trên mái nhà. Và tiếng chó sủa hay là tiếng chiếc xe cút kít của một người nào đó vào buổi sáng người ta kéo hàng ra chợ. Những cái tiếng đó khi mà các bạn sống trong làng là những cái âm thanh rất là quen thuộc. Con diều nâu theo gió, nhạc sáo lên cao. Nhưng rồi các bạn đi xa, đi chạy theo, đi tìm cái sinh nhai ở nơi khác.
chừng không